Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước này có phước nào hơn ca sa dân cúng chư sơn tăng già, thiện nam tín nữ hiệp hòa, cùng nhau câu hồi bảo tòa dân y. Tiếp tục chương trình, xin kính mời Phật tử Mai Ngọc đối trước chư tôn giáo phẩm dâng lên lời tác pháp cúng dường y ca sa. Xin trân trọng kính mời Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quang hạ lạp, và cũng là mùa xá tội vong nhân, hòa trong niềm vui chung của những người con Phật. Đối trước pháp thể chư tôn đức, chúng con đầu thành thảnh lễ xin tác bạch. Có những chiều thu nhặt lá vàng, nghe lòng tràn ngập nỗi miên man, chạnh nhớ ân sâu tình mang mát, ôi lòng cha mẹ cứ thân than. Kính bạch chư tôn thiền đức, mỗi khi những làn gió thu thổi về, đất trời nhuốm màu quang sang, nhìn từng chiếc lá vàng đơn độc đang cuộn vào hư không mênh mông vô tận, mùa Vu Lan lại đến vang vọng trong lòng mỗi người con dân Việt Nam. Ngày rằm tháng bảy đã trở thành ngày truyền thống trong dân gian, ngày của những người con hiếu hạnh hướng về các đấng sinh thành dưỡng dục ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, hướng về công đức của các vị tiền bối đã tạo nên gian sơn gấm vóc nồi giống quê hương mình. Riêng người Phật tử lại là ngày hội lớn của mùa báo hiếu, ngày Vu Lan thắng hội. Hoàng hôn xuống chuông chùa ngân nhẹ nhẹ, Vu Lan kinh trầm ấm vọng vang trời. Dù mai này đời chia sẻ trăm nơi, con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ. Hòa cùng niềm hiếu hạnh nhân mùa Vu Lan, chúng con thiết nghĩ ai ai trong chúng ta cũng cảm thấy cõi lòng mình đầy dấy một nỗi niềm bâng khuâng sao xuyến kỳ lạ. Bâng khuâng bởi giữa vũ trụ bao la kia, phận mình sao bé nhỏ quá, tầm thường và mong manh. Trong bé nhỏ và mong manh đó, đời mình vẫn còn diễm phúc được sinh ra và lớn khôn trong bầu trời tình thương hiền hòa và trong mát của cha mẹ. Cha mẹ là hương vị ngọt ngào của cuộc đời, là dòng suối bất tận của thế nhân, là khung trời diễm ảo của tuổi thơ, là hết thảy những gì cao đẹp nhất của sự cao đẹp. Ôi bất hạnh biết bao, nếu ai trong chúng ta không còn cha mẹ, nên một nhà thơ đã diễn đạt sự mất mát ấy. Bóng núi khuất mẹ cha không còn nữa, lòng tái tê lá rụng buổi thu về. Cứu cụ huyền nhờ Phật tổ từ bi, lòng con gửi trăng rằm ngài tự tứ. Kính bạch chư tôn thiền đức, để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ân, hôm nay trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh nhân mùa Vu Lan thắng hội, đệ tử chúng con nguyện kề vai sát cánh, chung lòng tác phước thiện duyên, đốt nén tâm hương sấm sanh lễ mọn, kính dâng lên pháp y là món pháp khí, để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, diễn dương chánh pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại. Chúng con không dám mong như vương tường năm giá, như đinh lại khắc cây, chỉ xin được noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên. Nguyện cầu cho cụ huyền thất tổ
và tất cả chúng sanh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc giải thoát. Đồng cầu nguyện cho phụ mẫu tại tiền, lục thân quyến thuộc tật bệnh tiêu trừ, đủ đầy ấm no hạnh phúc. Kính bạch quý ngài, giữa bầu không khí đượm tình pháp lữ, chúng con xin được thay mặt chư huynh đệ gần xa đảnh lễ khánh tuế chư tôn thiền đức nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Ngưỡng trên quý ngài tùy từ chứng minh nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.